Tạng Bồ Tát Nguyện Viện. Địa thần hộ pháp thọ mười 11, lúc đó vì kiến lao đời thần bạch cùng đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa đến nay con đã đảnh lễ vô lượng vị Bồ Tát, đều là nhà bậc có thần thông không thể nghĩ bằng, đầy đủ trí huệ rộng lớn độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đấy so với các vị Bồ Tát có thể người rất là sâu rộng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đấy có những duyên rất lớn với chúng sanh trong quả Di Bồ Đề, như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quả Thế Âm, ngài Di Lặc cùng họ hiện ra trong hữu thân để cứu vớt tất cả chúng sanh đường nhân phạm người các ngài có lúc còn hoàng mạc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đấy giáo hóa chúng sanh đại quá số kiếp, như số cả trong trăm nghìn bất xứng hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem sạch chúng sanh nơi chỗ sạch sẽ phương nam của đất của mình, cứ ngồi dùng nước đặt cái gội dần cây cảm kể thích hoặc họ tỏ vẻ hình tượng, cho đến dùng các vật bằng vàng bạc độc sắc lúc nặng hình tượng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ khương cũng dường chiếm ngưỡng đảnh lễ người khen, thời người được chỗ ở người, chỗ ở người đó được 10 điều đấy. Những gì là 10 điều? Một là nước cả tục màu, hai là nhà cửa có ngủ ở mãi, ba là người chạy được sinh đến quả trời, bốn là người hưởng đời lợi ích, năm là cầu trì của tòa ý cả, sáu là không có tai họa về lửa và nước, bảy là tránh trường sập việc hao, tám là sức sập mỏng kỹ là lúc ra lúc vào đều có từng theo về, mười là thường gặp các bậc hạnh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, con xem sạch chúng sanh trong đời sau và vì lái ngay, nếu trong đất của mình cứ ngủ mà có thể cũng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời được ít như vậy, vì kén ra để thần là bạch cùng đất Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau như có người tiền nam thì nữ nào trong đất của mình cứ ngủ mà có kinh điển này, có hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đọc tùng kinh điển này và cũng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời con thường xuyên, thời con thường dùng thần lực của con ủng hộ người đó, chờ để nhận sự tái nào lửa nước trồn cấp lòng và giặc thay điều tiêu sạch. Đức Phật và vị kiến la đời thần rằng: Thần lực rồng lớn và ống cả thần khác chỉ bằng vì cửa sau, vì đức đã trong quả như Bồ Đề đều gió ngủ về cái điện cọ cái cả đại lượng vào vật bảo trái lão vật gào thấp vật bảo đều gió đức mà ra đều gió sức thần của ông cả. Nay ông là tuyên bài lễ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông trăm nghìn lần đổi hơn bất thường. Ngài Địa Thần trong đời sau như có người thiền nam thiền nữ nào thật cũng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát đọc tùng kinh điển này, có thể tu hành một việc trong cái điện này để giải thời ông nhường thần lực của ông ủng hộ người đó, ở niệm sự không gửi đến tay người đó một lời đề phật chiều, chẳng phải riêng gì mình ông ủng hộ người đó, ta cũng truyền thân quyển phạm vốn để thích thân quyển tứ thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại có nhiều vị hiền thành ủng hộ như thế? Đó là do người đó chiếm ngưỡng đại lễ Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bụng người này nên tự nhiên rụt rao sáng liền biện khục mà chỉnh cả nền bản vui vì thế đang ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.